Nóng, phía Phi Nhung trả tiền, tặng thêm 500 triệu cho Hồ Văn Cường. Hồ Văn Cường lên tiếng xin lỗi, làm rõ mối quan hệ với bà Phương Hằng và cậu IT Nhâm Hoàng Khang. Ban biên tập xin được gửi đến lời chào và lời chúc sức khỏe đến quý vị khán giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng tin tức 24 giờ. Trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Nóng, phía Phi Nhung trả tiền, tặng thêm 500 triệu cho Hồ Văn Cường. Giữ đúng lời hứa, vào chiều ngày 11 tháng 10, quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung đã trao toàn bộ số tiền và giải quyết ồn ào cát xê với Hồ Văn Cường. Tại buổi trao tiền, có sự chứng kiến của những người trong gia đình, bố mẹ Hồ Văn Cường. Sau tất cả, quản lý đã thay mặt nữ ca sĩ quá cố, tặng thêm số tiền 500 triệu đồng để Hồ Văn Cường ổn định cuộc sống về sau. Phía quản lý Phi Nhung chia sẻ công khai với truyền thông, theo lời chị Diễm Phạm, vấn đề liên quan đến Hồ Văn Cường đã giải quyết xong như đã hẹn. Tổng số tiền trao lại cho Hồ Văn Cường theo nguyện vọng của gia đình không muốn cung cấp ra ngoài. Tuy nhiên, phía công ty đã trao thêm 500 triệu là số tiền Phi Nhung đã hứa tặng khi Hồ Văn Cường ra riêng. Số tiền 200 triệu thưởng từ giải quán quân do mẹ Hồ Văn Cường quản lý ngay từ ngày nhận giải nên không tính vào đây. Sau khi trừ thuế, còn 180 triệu, chị Võ Ngọc Thu đã mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng Techcombank. Đến nay, số tiền kèm lãi chỉ có chị Thu giữ. Gia đình Hồ Văn Cường cũng đang thống nhất sẽ ra riêng như nguyện vọng của em ấy. Gia đình chúng tôi tôn trọng quyết định của Cường. Mọi thứ giải quyết êm thấm với sự tán đồng của chúng tôi và gia đình Hồ Văn Cường cũng như cá nhân của Cường. Sau đây, mọi vấn đề phát sinh đều không liên quan đến ca sĩ Phi Nhung. Hồ Văn Cường lên tiếng xin lỗi, làm rõ mối quan hệ với bà Phương Hằng và cậu IT Nhâm Hoàng Khang. Ngay sau đó, Hồ Văn Cường cũng chia sẻ dòng trạng thái dài trên trang cá nhân của mình, giọng ca nhí gửi lời xin lỗi, cũng như nhắn nhủ trực tiếp đến bà Phương Hằng. Con cũng có đôi lời gửi đến cô Phương Hằng. Con xin ghi nhận và cảm ơn thiện chí của cô đã lên tiếng về vấn đề của con và quan tâm con. Hôm nay con xin được đính chính, con không nhờ ai, cũng không liên hệ anh Nhâm Hoàng Khang và chưa bao giờ nói chuyện với anh ấy. Con mong mọi người không hiểu sai rằng con đã tìm nhờ anh Nhâm Hoàng Khang như lời anh ấy nói với cô Phương Hằng, Hồ Văn Cường chia sẻ. Ngoài ra, Hồ Văn Cường cũng thông báo hiện nay mọi vấn đề cát xê trong 5 năm qua đã được giải quyết và khẳng định bản thân chưa bao giờ phủ nhận công ơn của mẹ Phi Nhung. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem tới cuối bản tin của chúng tôi. Nếu thấy hữu ích, quý vị đừng quên chia sẻ tới nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh để đồng hành cùng tin tức 24 giờ. Kính chúc quý vị khán giả hạnh phúc, bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời sự tiếp theo.